chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Tối hôm qua 25 tháng 12 tại thành phố Bảo Lộc đã diễn ra chương trình đêm hội Plao Tơ Trà Lan Tỏa, một trong 16 chương trình chính của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7. Tham dự chương trình có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo du khách và người dân địa phương. Tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng là sự kiện kinh tế văn hóa quan trọng được diễn ra tại thành phố Bảo Lộc nhằm tôn vinh những người trồng trà, chế biến trà, nghề trồng dâu nuôi tầm và sản xuất tơ lụa, cũng như giới thiệu và quảng bá thương hiệu trà Bờ Lao và tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng. Phát biểu tại đêm hội Bờ Lao Tơ Trà Lan Tỏa, ông Phạm Mết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 5.200 hecta dâu tầm, sản lượng cán tầm đạt trên 5.000 tấn một năm, với gần 16.000 hộ dân trồng dâu nuôi tầm tại 10 huyện và thành phố Bảo Lộc. Các sản phẩm tơ tằm phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa mang thương hiệu xuất xứ từ Bảo Lộc với giá trị đạt gần 10 triệu đô la Mỹ trong năm 2017. Trong lĩnh vực sản xuất chế biến trà, hiện nay toàn tỉnh có 21.000 hecta chè với sản lượng đạt 234.656 tấn, chiếm 30% sản lượng chè cả nước. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm trà năm 2017 đạt trên 30 triệu đô la Mỹ. Đêm hội Bờ Lao Tơ Trà Lan Tỏa là sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm tơ lụa, sản phẩm trà của thành phố Bảo Lộc và của tỉnh Lâm Đồng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng thời cũng là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành sản xuất chế biến trà, nghề trồng dâu nuôi tầm, ươm tơ dệt lụa, tôn vinh các sản phẩm thương hiệu tơ lụa, trà uy tín, chất lượng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, với khát vọng để hương trà bay xa, sắc tơ lan tỏa hơn nữa, nhằm khai thác thị trường trong nước quốc tế, tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2018, tôi kính chúc quý vị đại biểu, nhân dân và du khách tham gia đêm hội hôm nay nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có nhiều đóng góp tích cực để ngành sản xuất trà và dâu tầm ngày càng phát triển, hội nhập. Tại đêm hội Bờ Lao Tơ Trà Lan Tỏa, tỉnh Lâm Đồng đã vinh danh 10 đơn vị và 9 cá nhân có nhiều đóng góp cho thương hiệu của ngành nghề trà và tơ lụa Bảo Lộc trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao quyết định sử dụng chứng nhận nhãn hiệu trà Bờ Lao cho 8 đơn vị sản xuất và kinh doanh trà, nhãn hiệu tơ lụa Bảo Lộc cho 8 đơn vị sản xuất tơ, lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Lời đầu tiên cho phép em xin chân thành cảm ơn ban tổ chức cũng như quý quan khách đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự thì giải này là một động lực rất là lớn cho doanh nghiệp của riêng em cũng như là toàn thể các doanh nghiệp trên địa bàn nói chung. Sẽ là một cái động lực để cho chúng em có thể phát triển nhiều hơn nữa để làm tôn vinh cái bản sắc của dân tộc cũng như của địa phương, của thành phố Bảo Lộc. Tôi cũng rất là vui vì trà và tơ tằm sẽ đem lại nhiều lợi ích và đem lại sự giàu có tốt trong tất cả những nông dân đã chịu khó để mà lao động bằng chân tay cũng như bằng trí óc của mình để làm sao cho trà của Bảo Lộc và tơ tằm được truyền tải cho khắp nước cũng như thể là ra quốc tế nữa. Cùng với tôn vinh những người trồng trà, chế biến trà, nghề trồng dâu nuôi tầm và sản xuất tơ lụa, đông đảo người dân và du khách đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi quê hương, xứ sở do các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Em thấy nó rất là công phu, ý nghĩa và hoành tráng à. Và tiết mục dàn dựng rất là hay. Cái lời bình của các vị đại biểu cũng rất là ý nghĩa và em rất là thích. Nằm trong các chương trình của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7, Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc gồm nhiều hoạt động đặc sắc như phiêu du xứ Bảo, hội chợ thương mại, triển lãm, trưng bày hương trà sắc tơ, chương trình Bảo Lộc ngày mới, ông ánh sắc tơ, hội thi hái trà, phố trà Bờ Lao.
đặc biệt là chương trình đêm hội Bờ Lao Tơ Trà Lan Tỏa đã mang đến cho du khách, người dân những trải nghiệm đầy thú vị và ấn tượng. Là một trong những chương trình chính của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7, sáng ngày 26 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng. Tham dự hội thảo có Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và 50 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, nhờ thiên nhiên ưu đãi cộng với sự vào cuộc của đảng bộ, các sở ban ngành cũng như chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Lâm Đồng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đến với Lâm Đồng, tìm hiểu, đầu tư nhiều dự án trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao và du lịch. Trong đó có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thu hút 820 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 115.000 tỷ đồng. Riêng đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, Lâm Đồng hiện đang thu hút 103 dự án với tổng vốn đăng ký 528 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, với những dự án hiện có vẫn chưa tương xứng với những tiềm năng sẵn có. Vì vậy, thông qua hội thảo lần này, tỉnh Lâm Đồng mong muốn sẽ có nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng. Vấn đề thị trường đặt ra bao gồm cả vấn đề thị trường của tiêu thụ hàng hóa, các vấn đề về thị trường của du lịch là những cái vấn đề là hiện nay đang rất là khó khăn. Có một cái bài bản trong công việc phát triển thị trường của một tỉnh và của một quốc gia mà một cái hệ thống để mà mở rộng thị trường là khó. Định hướng của thị trường du lịch ra làm sao? Định hướng khách nước ngoài hay là định hướng trong nước? Và định hướng trong nước thì định hướng vùng miền như thế nào? Và cái phân khúc đối với khách là như thế nào? Đó đang là những cái vấn đề mà chúng tôi đang rất là băn khoăn. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và đưa ra giải pháp để Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút đầu tư trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng, để cải thiện môi trường đầu tư, Lâm Đồng cần tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh CPI. Bên cạnh đó, phải quan tâm kêu gọi đầu tư các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế thay cho các dự án có tiềm lực kinh tế thấp như hiện nay. Bên cạnh đó, là ngoài phát huy các lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, thì phải ưu tiên thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực công nghệ, tài chính và năng lực quản trị, tăng cường các mô hình liên kết, hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Các đại biểu cũng cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề để Lâm Đồng trở thành một hình mẫu phát triển hiện đại của Tây Nguyên, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng, hướng đi đúng để đột phá chuỗi liên kết, triển vọng và yêu cầu của nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng, tình hình thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thời gian qua và những chính sách mới để thúc đẩy nông nghiệp trong thời gian tới, thực trạng và giải pháp thu hút khách quốc tế đến Việt Nam và Lâm Đồng, phát triển du lịch canh nông, một trong những giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Lâm Đồng, tăng cường năng lực xúc tiến đầu tư để chủ động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thế hệ mới, vân vân. Tôi cảm thấy xúc tiến đầu tư để phát triển thì rất là tốt, bởi vì doanh nghiệp ít có điều kiện để mà tiếp xúc với những cái khách hàng gần xa, cho nên xúc tiến này thì nó tạo cho tôi cái cơ hội tốt để tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn. Hội thảo xúc tiến thương mại ngày hôm nay là rất là có bổ ích cho các cái doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Thì qua cái việc mà được các cái ban ngành họ xúc tiến để thì tôi có những cái mong muốn là Ủy ban tỉnh sẽ coi như là có thêm những cái hội thảo, những cái hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngoài vào đầu tư thêm cho tỉnh Lâm Đồng mình, để cùng nhau với các doanh nghiệp mà đang còn hoạt động tại tỉnh nó hợp tác với nhau để phát triển cái ngành nông nghiệp hoặc là ngành du lịch của tỉnh đi lên. Thông qua hội thảo, ngoài việc để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu những tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển trên các lĩnh vực chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, còn là điều kiện để Lâm Đồng thu thập những ý kiến đóng góp của các đại biểu, để từ đó có những giải pháp kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng hiệu quả trong thời gian tới.
nằm trong khuôn khổ các hoạt động chính của Tuần Văn hóa Trà và Tơ Lụa 2017. Sáng nay 26 tháng 12, tại thành phố Bảo Lộc, Hiệp hội Chè Việt Nam, Ban tổ chức Tuần Văn hóa Trà và Tơ Lụa 2017 cùng Trung tâm Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo Quy tắc đầu tư có trách nhiệm để tìm các giải pháp phát triển chè bền vững gắn với nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch. Tham dự hội thảo có ông Lê Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các nhà khoa học, các doanh nghiệp sản xuất chè ở địa phương. Chính thức được người Pháp di thực từ năm 1927, sau 90 năm xuất hiện tại địa phương, đến nay diện tích chè của Lâm Đồng đã phát triển lên trên 21.000 ha, chiếm 16% diện tích chè của cả nước với sản lượng trên 51.000 tấn, chiếm 23%, là một trong những cây trồng chủ lực. Cây chè đã được tỉnh Lâm Đồng đưa vào xây dựng thương hiệu từ rất sớm. Hiện nay, trong tổng số 70 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thì có đến 23 doanh nghiệp ngành chè. Ngoài thị trường trong nước, sản phẩm chè của Lâm Đồng đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới với giá trị xuất khẩu hàng năm lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, ngành chè Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức, cần phải tháo gỡ để phát triển bền vững. Trước hết là tỉnh nên tạo cơ hội cho cả các doanh nghiệp chè có được một quỹ đất để họ đầu tư bền vững. Hai nữa là quy hoạch phát triển nông nghiệp gắn với chế biến, gắn liên kết giữa các hộ nông dân nhỏ lẻ, liên kết với các doanh nghiệp để từ nông nghiệp đến chế biến đến thị trường tiêu thụ trong nước và trên thế giới. Trước hết thì chè Lâm Đồng tiêu thụ trong nước cũng là quan trọng, thị trường trong nước còn vô cùng rộng lớn. Việt Nam mình là tiêu thụ đầu người trên sản phẩm chè trên đầu người rất còn bé nhất trong thế giới cơ. Thành thử đây là cơ hội mà chúng ta còn phát triển. Thứ hai nữa là để phát triển được bền vững ấy, thì cái tiến bộ khoa công nghệ để đưa cái năng suất lao động lên để làm sao thu nhập được người làm chè nó cao. Theo quy hoạch của tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020, diện tích chè toàn tỉnh sẽ phát triển từ 24.000 đến 26.000 ha. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay diện tích chè mới chỉ đạt ở con số trên 21.000 ha. Và theo nhận định của ngành chức năng thì mục tiêu về phát triển diện tích chè khó có thể đạt được. Một trong những hạn chế đó là việc hình thành chuỗi liên kết trong quá trình sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm và công nghệ chế biến. Thông qua hội thảo này sẽ dự kiến cái hình thành các cái định hướng rà soát lại quy hoạch của ngành chè theo hướng ứng dụng cái giống mới và đặc biệt là công nghệ cao, giảm tổn thất sau cái thu hoạch, đặc biệt là vấn đề những cái sản phẩm hái và đạt được tiêu chuẩn thời gian đưa vào nhà máy chế biến để tạo ra sản phẩm sau khi thu hái có một cái chất lượng cao nhất. Vấn đề thứ hai sẽ đầu tư đổi mới công nghệ, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu, ứng dụng cái tưới nước tiết kiệm giống như một số cây trồng khác và cái quản trị về cái vườn chè theo hướng là bền vững. Vấn đề thứ ba tiếp tục quảng bá. Tỉnh Lâm Đồng rất là vui mừng khi mà thương hiệu chè Bà Lao qua 6 năm thì hiện nay có 25 đã doanh nghiệp đạt được cái chứng nhận thương hiệu chè Bà Lao. Đây đều cũng ví chúng ta tiếp tục trong giai đoạn tới để phát triển quảng bá, xúc tiến thương mại chè của Lâm Đồng trong nước và quốc tế. Là địa phương có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển nông nghiệp và cây chè được xác định là một trong những cây trồng chủ lực. Với các giải pháp được trao đổi tại hội thảo về nâng cao chất lượng nguồn giống, vấn đề quy hoạch vùng chuyên canh chè, liên kết trong sản xuất, tổ chức sản xuất an toàn, gắn với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu mạnh. Trên cơ sở đó, tăng giá trị, thu nhập của người trồng, chế biến chè, đồng thời chú trọng đến hiệu quả xã hội, môi trường. Là cơ sở để thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hoạch định chính sách và góp phần phát triển ngành chè bền vững. Trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt năm 2017, tối qua 25 tháng 12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật đêm nhạc Một Thoáng Đà Lạt. Đến dự có ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Với 9 liên khúc về mùa đông, về hoa, về Đà Lạt, được kết nối bằng một câu chuyện hoài niệm của những người con xa xứ, cũng như niềm thương nỗi nhớ của những ai đã từng một lần đặt chân đến và trót yêu Đà Lạt, thành phố của những bản tình ca. Từng lời ca điệu nhạc thấm vào lòng người nghe lắng động như Đà Lạt hoàng hôn, thương về miền đất lạnh, Mimosa từ đầu em tới, ai lên xứ hoa đào, phố hoa,
chuyến tàu hoàng hôn, phố xa, tình người mùa đông, vân vân. Đêm nhạc cũng đã dành thời lượng riêng cho những giai điệu trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua các ca khúc Em đến từ miền mơ, Còn tuổi nào cho em, Dư cánh bạc bay, vân vân. Tất cả các tình khúc được dàn dựng công phu do các ca sĩ nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Dù thời tiết không được thuận lợi, trời mưa phùn lạnh, nhưng rất đông khán giả vẫn dõi theo những tình khúc đến phút cuối của chương trình. Nằm trong những hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2017, sáng nay 26 tháng 12, hơn 100 xe đạp đôi được các bạn đoàn viên thanh niên thành phố Đà Lạt trang trí rực rỡ, nhiều sắc màu đã diễu hành quanh Hồ Xuân Hương, đã để lại trong lòng người dân địa phương và du khách một hình ảnh thật đẹp về thành phố ngàn hoa. Dù thời tiết không được thuận lợi, trời mưa phùn lạnh, âm u nhưng lại bỗng bừng sáng lên nhờ sự rực rỡ sắc màu từ những chiếc xe đạp được trang trí bởi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ Đà Lạt. Những tác phẩm hoa trang trí trên nền là những chiếc xe đạp đủ loại, không đơn thuần chỉ là để giới thiệu tới mọi người vẻ đẹp của các loại hoa Đà Lạt, mà còn gửi gắm vào đó rất nhiều ý nghĩa sâu sắc khác. Lấy ta cái ý tưởng từ những người bán hoa và bán hàng rong của năm 40 của thế kỷ 20, thì nó nhắc nhở cho chúng ta là muốn làm ra một sản phẩm bông thì rất là khó, và bán nó còn khó hơn, phụ thuộc vào nhiều thương lái. Nên chúng tôi là làm cái này mang tính chất là hoài cổ. Đến với cái tác phẩm là cái thuyền hoa, thì một phần cũng là hướng về biển đảo, về các anh chị tại Hoàng Sa và Trường Sa. Mong rằng là tại nơi xa đó thì các anh vẫn vững tâm để bảo vệ cái miền đất của mình. Từ những ý tưởng và bàn tay khéo léo, hàng trăm loại hoa đặc trưng của thành phố Đà Lạt đã được biến hóa, uyển chuyển, đầy màu sắc trên những chiếc xe đạp vốn dĩ đơn sơ, dạo quanh các trục đường, quanh Hội Xuân Hương, đã tạo sự mãn nhãn cho du khách khi được ngắm và hòa cùng đoàn xe, xua tan cái giá lạnh của xứ ngàn hoa. Hôm nay là mấy bạn là kết hoa, nhìn rất là đẹp đẽ và nó có màu sắc, làm cho cái bầu trời không khí Đà Lạt rất là đẹp. Nhưng mà thấy các bạn trẻ rất là trẻ trung, năng động và rất nhiệt tình và vui vẻ trong cái quá trình chuẩn bị hoa. Và chúng ta tin tưởng rằng đất nước rồi cũng là quê hương ngày ngày một phát triển với cái lực lượng trẻ của các bạn. Chương trình diễu hành xe đạp hoa xuống phố cũng là thông điệp gửi tới nhân dân thành phố, nhân dân cả nước và quốc tế về một Đà Lạt năng động, xinh đẹp và phát triển, là điểm đến lý tưởng của du khách. Thưa quý vị và các bạn, trong chuỗi các hoạt động chính trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt 2017, tối nay tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra đêm hội Đà Lạt Kết Tinh Kỳ Diệu Từ Đất Lành, nhằm khởi động lộ trình quảng bá thương hiệu Đà Lạt Kết Tinh Kỳ Diệu Từ Đất Lành cho 4 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương là rau, hoa, cà phê và du lịch canh nông. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ truyền hình trực tiếp chương trình này trên sóng LTV sau ít phút nữa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.